Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái trường hợp thực tế nha, thực tế luôn chứ không có phải là gì hết á, là đi đăng kiểm mà kiểu như cái xe này là xe tải á, mà mình đăng kiểm mà sát ngày luôn, có nghĩa là cách khoảng 1-2 ngày nữa thì sẽ đăng kiểm. Thì nói chung là lần đầu tiên á, là mình cũng đâu có biết là có bị thật rồi hay không, thì có nghĩa là lần đầu tiên mình đi đăng kiểm á, thì trên khi mà có phần lỗi phạt nguội trên đăng kiểm á, nó sẽ in cái giấy này từ trạm đăng kiểm này, giấy này đây là đó, cái giấy này của trạm đăng kiểm này nó đưa cho mình này, nó đề là phương tiện này nằm trong diện cần cảnh báo, đó có nghĩa là thông báo, như mà ở thành phố Hồ Chí Minh á, là thông báo đó, là thông báo cho chủ xe liên hệ đơn vị giải quyết là 5254 Nguyễn Khắc Nhu, đúng không? Thì là mình cầm cái tờ giấy này thì mình nghĩ là mình bị cái chỗ ở Nguyễn Khắc Nhu á. Nguyễn Khắc Nhu là chỗ đường Trần Đạo đi vô á, là sẽ chắc là bị cũng có đi xe chỗ quận 5, quận 10 á, thì nghĩ là mình sẽ bị phạt nguội ở đâu đó thì sẽ lên đó thôi. Theo quy trình là hôm sau là sẽ lên đó. Lên đó thì cái cán bộ kêu mình quẹt cái mã QR để biết bị sao đó, thì là nó sẽ bị cái lỗi là nó sẽ thông báo là vào ngày 28/6 tại Trường Chinh điều khiển xe ô tô vi phạm không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu, đúng không? Lỗi này chỉ có 300.000 thôi. Thì coi là cái đây là quyết định nè, đây là phải ghé ngay cái chỗ mà khi mà mạng nó thông báo là ghé 139 đường Trần Nguyên Liệu đó, cho đội Tân Sơn Nhất, là cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất đó, cảnh sát giao thông Tân Sơn Nhất ghé đó, mình sẽ đưa ra cái quyết định này, cái quy trình mình sẽ nói về cái quy trình đó nha. Thì bắt đầu là kêu đi đóng phạt ở đây đi, là khi mà đã cái này là đã đi xét xe rồi đó, xét xe là người ta kêu là đi về cũng như xét xe khi mà bị lỗi đó thì là sẽ có hai trường hợp. Chỗ mà đăng kiểm nó cho mình là một là thôi cứ về đi giải quyết đi, thì là rồi lên mình sẽ đăng kiểm, nhưng mà kiểu như mình sát ngày quá đó nên mình về là mình giải quyết nhiều khi 5-10 ngày rất là trễ, thì là chỗ chậm đăng kiểm cái này là cũng được, quy định người ta cho mình đăng kiểm 15 ngày đó, cái phiếu là 15 ngày cho đăng kiểm 15 ngày để mình về giải quyết. Thì mình về là coi như mình giải quyết được cái này là cái quyết định ở cái chỗ ấy nè. Thì lên đây mình mới vỡ lẽ là lên chỗ mà 52-54 là để xem cái lỗi của mình là ở đâu không, nói chung là dễ hiểu như vậy, đúng không? Thì mình sẽ được cái hai cái giấy này, đấy là quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đúng không? Quyết định nè, phạt tiền là 300.000, sẽ đóng tiền ở đâu? Ở Ngân hàng Công Thương Việt Nam 222-224 Phan Đình Phùng, quận Phú Nhuận. Coi như có giấy này, cái giấy này, đúng không? Có hai cái giấy này rồi thì coi như là đóng phạt rồi đó. Bắt đầu mình cầm hai cái giấy này bắt đầu đi đăng kiểm tiếp. Đi đăng kiểm tiếp á, thì trên đăng kiểm nó lại là bắt mình là phải có cái giấy này thông báo. Đây nè, giấy này nè, đó, giấy này phải có nha. Giấy này là phòng cảnh sát giao thông đường bộ thông báo về giải tỏa cho người vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt. Có nghĩa là ngoài hai cái giấy này là có liền, đúng không? Cái giấy mà quyết định như là giấy đóng tiền ngân hàng có liền, còn cái giấy là thông báo giải tỏa đó là công an nó hẹn là bị lần đầu tiên á, nói chung là cái này là lần đầu tiên nên là phải thông cảm, nó nói năng thì nó cũng hơi chéo qua chéo lại, nhưng mà để kỹ á, thì đây là một trường hợp thực tế để uống nước nha. Thì bắt đầu là đăng kiểm lần thứ hai, thì mình nghĩ là có cái giấy này là ok rồi, giấy đóng nó có cái giấy đóng tiền phạt, quyết định đóng tiền phạt tưởng là ok. Nhưng mà lên đăng kiểm lần thứ hai, cái lần hai thì nó nói là trên có thể là trên trên cái trang
trang điện tử của công an nó chưa có xóa cái lỗi đó, mà bên cái nhân viên đăng kiểm nó kêu là phải có cái thông báo về việc giải tỏa cho người vi phạm chấp hành quyết định xử phạt, là cái giấy này mới vừa lấy xong đó. Thì đọc nguyên văn cái giấy này nha. Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 5 năm 2022, thông báo về việc giải tỏa cho người vi phạm đã chấp hành quyết định xử phạt, kính gửi phòng kiểm định xe cơ giới cục đăng kiểm Việt Nam, hồi 9:20 ngày 28 tháng 6 năm 2021 tại Trường Chinh. Phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt đã sử dụng phương tiện thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ phát hiện và ghi nhận phương tiện tải thùng kính mang biển kiểm soát, chủ phương tiện địa chỉ này có hành vi không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu. Này cũng hơi lơ mơ là thuộc đèn đỏ hay là cái gì đó, không biết. Nói chung là không chấp hành hiệu lệnh của biển báo hiệu, có nghĩa là đi lấn làn hay sai làn đó, thấy không? Đó vậy đó. Biện pháp ngăn chặn đảm bảo việc xử phạt là vi phạm hành chính căn cứ theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt đã ra thông báo số, đúng không, ngày 6 tháng 10 năm 2021 về việc vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Là ngày 6 tháng 10, có nghĩa là cái lỗi này là vi phạm, cái lỗi này là từ ngày mấy là cái lỗi này là ngày 28 tháng 6 mà tới là ngày mấy, ngày 6 tháng 10 cái lỗi này là vô ngày là 20 có giờ có phút luôn nha, 9 giờ 20 phút đi hôm đó đi đâu ta, tháng 6 tháng 7 là cái ngày đó, là những cái tháng đó là cái tháng đó là bị dịch á, tháng đó là bị dịch đó, là có thể là mình thường đi ra cái đoạn đường là buổi trưa, như bữa đó đi buổi sáng ha, 9 giờ nè, là ngày 28 tháng 6 năm 2021. Như ở đây nó đọc là phòng cảnh sát giao thông đường đã ra thông báo số ngày 6 tháng 10 2020 về việc vi phạm hành chính về trật tự, cũng như là bị từ tháng 6 mà cho đến tháng 10 mới ra quy định, đúng không? Ngày 29 tháng 11 năm 2021, phòng cảnh sát có công văn về việc ngăn chặn không cấp mới tháng 11 này, cấp lại giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Từ năm ngoái tới năm nay luôn á. Ngày 5 tháng 5, ông bà tổ chức cái chủ xe đó, phải không? Là cái xe này đã giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, có nghĩa là đi đóng tiền rồi á, đóng tiền trong ngân hàng rồi đó, không? À, rồi phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt thông báo đến quý cơ quan biết để giải tỏa đối với trường hợp vi phạm này, có nghĩa là có cái giấy này á, khi đi đăng kiểm á, mình sẽ đưa cho trung tâm đăng kiểm nên người ta đã giải tỏa đó, giải quyết cấp mới hoặc cấp lại giấy chứng nhận và tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho ông bà theo thẩm quyền. À, có nghĩa là cái chỗ đăng kiểm bắt buộc nó phải có cái giấy này, nên là cái quy trình nó là tóm lại là nếu mà mình mà tóm lại mà cũng là cái kinh nghiệm luôn á, là trước khi mình đi đăng kiểm 20 ngày đó là mình nên kiểm tra lại bằng như thế nào đó, có thể là hỏi trên đài đăng kiểm hoặc là có cái trang có cái trên Google, nhưng mà Google mình thấy hình như nó cập nhật không chính xác, đó là mình không biết. Nhưng mà ý nói là trước khi đi đăng kiểm xe ô tô con hoặc xe tải này kia là mình sẽ phải là kiểm tra trước, nếu mà có lỗi là mình xử lý luôn, không xử lý luôn thì là mình sẽ thì nếu mà muốn thông báo cái giấy này thì mình lấy đem theo, còn không thì chỗ bên công an nó nói nếu mà chỗ mà trạm đăng kiểm mà nó đăng kiểm cho, có nghĩa là nó xóa trên cái hệ thống rồi thì người ta vẫn đăng kiểm cho mình khỏi cái giấy này, đúng không, thì mình vẫn đăng kiểm bình thường đó, thì coi như khỏi phải mất nhiều thời gian không. Nhưng mà cái xe mình là như vậy, mình đăng kiểm tới 3 lần. Lần thứ nhất là không đăng kiểm là phát hiện là mình có lỗi,
Nếu mà mình mà có kinh nghiệm thì có thể trước đó 10 năm 20 ngày rồi mình coi trên mạng, rồi mình hỏi bạn bè trên trạm đăng kiểm á, nó hỏi cho nó thì biết, mình xử lý luôn. Như lại không không biết, như là xe này cũng ít có chạy á, nghĩ là nó không có bị lỗi, nay giờ mình lỗi mất công quá trời. Thì tóm lại á, đăng kiểm thứ nhất là người ta sẽ thông báo mình á, là ở đây là đúng như nói thì nó không có suôn sẻ, nhưng mà hiểu là lần thứ nhất cái mong mình là người mà có nghĩa là đi đăng kiểm sát ngày luôn, sát 1-2 ngày hết hạn rồi mà có lỗi thông báo này, thì là để cho nó thoải mái là mình phải đăng kiểm được 15 ngày, trong 15 ngày mình sẽ giải quyết đó. Thì như trường hợp của mình á, nếu mà mình biết trước á thì là mình phải đợi cái thông báo này rồi mình mới đi đăng kiểm, thì là mình chỉ đăng kiểm lần thứ hai là đã đăng kiểm được rồi. Nhưng mà tại vì không có giấy thế này, không có giấy mà thông báo mà về giải tỏa cho người vi phạm chấp hành quyết định xử phạt đó, nên là mình phải đi theo lần thứ ba mình mới là đăng kiểm được đó. Nên là chia sẻ với mọi người như vậy là trường hợp thực tế là mình đã bị cái phạt của theo cũng như vậy. Còn nhưng mà cái trường hợp mà phạt của mà ở các tỉnh này kia chắc còn rắc rối nữa, mình chưa có gặp. Như cái nói là nói thực tế có nghĩa là đăng kiểm lần thứ nhất là mình bị tốn cái tiền đăng kiểm rồi là 340.000, đúng không? Chỉ là cái tiền cầu đường người ta cũng lấy có 15.000 thôi, là có 400 mấy thôi đó. Nhưng mà lần thứ hai nếu mình đăng kiểm được thì mình cũng phải tốn cái tiền đăng kiểm là 340.000 và tốn cái tiền công đi tới đi lui, tiền xăng xe này kia đó. Để đã chia sẻ với các bạn như vậy đó. Đây là giấy đăng kiểm nè, còn cái giấy này là giấy bảo hiểm bắt buộc đó. Bảo hiểm bắt buộc thì có nghĩa là còn nên khỏi phải mua bảo hiểm này là 900 mấy lần nha. Bởi vì giống như là đăng kiểm cái xe là tốn tiền gì đó, một năm là cái bảo hiểm là 900 mấy, coi như là 1 triệu nè đó, một năm á. Rồi cái đăng kiểm cái xe mình là chỉ có 6 tháng, hình như là mỗi 6 tháng là 1.700.000 coi như 3.500.000 là đâu 4.500.000 cộng với lại cái phí đăng kiểm á là khoảng chừng 300 mấy cho là 400 đi, là bao nhiêu 3.500.000 4.500.000 gần 5 triệu, nó trên dưới 5 triệu một năm á, là mình phải vô chiếc xe này trên dưới 5 triệu cái tiền mà đi đăng kiểm, tiền bảo hiểm này kia đó thôi. Để mình chia sẻ trường hợp thực tế, đúng không? Đây là thực tế luôn, người Việt, người thật việc thật đi thực hiện cái chuyện này, coi như là có một ít chia sẻ với tất cả mọi người. Nếu mà có gì thì mình sẽ cùng nhau trao đổi. Bye bye.